Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Hiện tại thì bọn em đang có mặt tại hội trường tầng 7 của ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tây, có địa chỉ tại 197 đường Quang Trung, quận Hà Đông. Bước vào căn phòng này có thể cảm nhận thấy đây là một phòng hội trường rất là sang trọng và đã được ngân hàng chú trọng đầu tư với các trang thiết bị rất là cao cấp. Có thể kể đến đó là hệ thống màn hình LED P2.5 ở trên khu vực sân khấu kia đã được lắp đặt cùng với cái hệ thống âm thanh của Khang Phú Đạt ngày hôm nay. Hệ thống nội thất bên trong bao gồm hệ thống đèn, hệ thống bàn ghế đều được lắp đặt với những trang thiết bị tốt nhất, phục vụ cái mục đích hội họp cũng như là phục vụ mục đích văn nghệ của cơ quan. Với những các chiếc ghế đã được làm bằng chất liệu nỉ cũng như là hệ thống của hội trường đã được trải thảm thì đây là một trong những yếu tố rất là tốt để có lợi cho việc kỹ thuật có thể set up cũng như là lắp đặt hệ thống âm thanh cho ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tây. Hãy cùng em khám phá xem hệ thống âm thanh của Khang Phú Đạt Audio ngày hôm nay cung cấp cho ngân hàng gồm những cái thiết bị gì. Có thể kể đến kia đó là hệ thống loa Live Array với 3 cặp Live Array Bass 25 với mã sản phẩm XTA10 đã được treo và gia cố ngay ở trên cái khu vực sân khấu kia ở hai bên góc khán đài. Đây ạ. Đi theo hệ thống không thể thiếu đó là một cặp loa Sub UK28S cũng từ thương hiệu StarSound. Và đặc biệt ở trên khu vực sân khấu thì Khang Phú Đạt Audio ngày hôm nay lắp đó là một cặp loa monitor Bass 30. Nếu như quý anh chị quan sát thì có thể thấy là hệ thống của BIDV đã có hệ thống âm thanh rồi. Nhưng đây là những cái hệ thống âm thanh để phục vụ mục đích hội họp và không đáp ứng được cái nhu cầu văn nghệ của quý công ty. Nên là BIDV Hà Tây đã lựa chọn Khang Phú Đạt Audio cung cấp cái hệ thống vừa thích hợp được chức năng là hội họp và bên cạnh đó là cũng đáp ứng cái nhu cầu văn nghệ của cán bộ công nhân viên ngân hàng BIDV. Cùng em khám phá xem là cái tủ máy ngày hôm nay gồm những cái thiết bị gì. Em xin giới thiệu tới quý anh chị ngày hôm nay đó là bên Khang Phú Đạt Audio cung cấp một bàn mixer Dynacorp được nhập khẩu từ Đức. Và điều đặc biệt là bàn mixer này tích hợp hai cái đường effect độc lập mà hiện tại thì trên thị trường không nhiều dòng mixer cơ có thể được cái tính năng này. Đồng thời cũng cho phép là kỹ thuật viên có thể can thiệp sâu hơn vào đặc tính của mỗi người hát cũng như là không gian cấu trúc của phòng. Tiếp theo của bộ tủ máy đó là ba bộ micro đến từ thương hiệu StarSound ST102. Đây là dòng micro cao cấp nhất của thương hiệu StarSound mà Khang Phú Đạt Audio đang cung cấp và không thể thiếu đó là một thiết bị xử lý âm thanh hay còn gọi là cốt số DSP306 cũng đến từ thương hiệu StarSound. Và để đánh cho ba cặp Live Array cũng như là một cặp monitor trên sân khấu ngày hôm nay thì Khang Phú Đạt Audio cung cấp đó là hai chiếc cục đẩy đến từ thương hiệu StarSound S460XL. Đặc biệt là mỗi kênh đánh cho một chiếc loa thì để phát huy tối đa cái công năng của loa Live Array. Để sử dụng đánh cho một cặp sub kép thì bọn em sử dụng đó là cục đẩy StarSound K2120S với mạch Class TD cho hiệu suất đến 85% công suất đầu ra. Bật mí với anh chị, ngoài cái vấn đề về đảm bảo chất lượng về âm thanh phục vụ mục đích của ngân hàng thì một trong những tiêu chí mà ngân hàng cũng yêu cầu bên Khang Phú Đạt Audio phải đảm bảo đó là tiêu chí về thẩm mỹ và thi công. Thì mời quý anh chị theo chân em gặp anh em kỹ thuật để biết xem là ngày hôm nay anh em đã thi công và lắp đặt như thế nào.
Xin giới thiệu với quý anh chị, đây là anh Thông, đại diện của kỹ thuật. Hôm nay sẽ trao đổi về cái phương án mà bên em đã sử dụng và lắp đặt cho hệ thống của ngân hàng BIDV. Chào anh Thông, anh có thể bật mí cho quý khán giả có thể biết được là hệ thống âm thanh ngày hôm nay là anh em thi công như thế nào, gia cố như thế nào mà đảm bảo cái tiêu chí đó là không ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của phòng và đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho ngân hàng BIDV, một trong những tiêu chí mà khách hàng đã đưa ra và yêu cầu chúng ta phải cung cấp cho hệ thống của ngân hàng. Ngày hôm nay thì chúng tôi thi công hệ thống này thì đầu tiên là chúng tôi phải xử lý về trần thạch cao, rồi chúng tôi phải cắt ra khoảng tầm 40-40, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ dùng một cái tablo khoảng tầm 30-30 tablo. Đấy, tablo sắt ấy. Đấy, để chúng tôi bắn trực tiếp ở trần, đúng không? Trần là 8 lỗ. Đấy, thì nó sẽ đảm bảo được cái quy trình mà khi chúng ta treo những hệ thống loa light array như thế này. Đấy, thì từ táp lô xuống đến trần thạch cao thì nó rơi vào khoảng tầm 1 mét. Thì chúng tôi phải sử dụng đến một thanh sắt, đúng không anh? Thanh sắt hộp vuông dài 1 mét. Và cái khung của light array thì chúng tôi sẽ sử dụng bằng ốc. Đấy, ốc 8-12 để làm cho giữ lại cái thanh của cái loa lẻ này đấy, nó chắc chắn, nó không bị xê dịch, đúng không anh? Đúng rồi, chúng tôi sẽ làm cho 3 nấc, đấy, bắn 3 nấc và dùng 3 con ốc để cài 3 ốc 12 để cài cho nó chắc và ổn định, thì cái lẻ đây này thì nó không bị rung rinh. Khi có nghĩa là khi mà đánh ở cái mức âm lượng lớn phục vụ cái nhu cầu mà văn nghệ của cán bộ công nhân viên thì hoàn toàn là cái hệ thống loa này nó không bị dịch chuyển và nó đảm bảo được, đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là một trong những cái yếu tố khá là khó, vừa phải đảm bảo tính an toàn, vừa phải đảm bảo tính thẩm mỹ và cũng như là sự chắc chắn cho hệ thống của chúng ta. Và vì sao anh Tông có thể bật mí là vì sao với cái hệ thống hội trường như này mà chúng ta sử dụng những hệ thống loa light array như này thì nó sẽ hiệu quả, và ba loa này thì anh có thể nói qua sơ qua là mình đang đánh ở những cái khu vực nào không anh? Bởi vì em ở đây em thấy là dây của mình nó có ba dây. Thì cái loa đầu tiên tính từ trên trần xuống thì chúng tôi sẽ phủ cho ở điểm cuối của sân khấu, không gian cuối của khán phòng. Không gian cuối của khán phòng. Và cái loa thứ hai thì chúng tôi sử dụng đánh cho không gian ở giữa khán phòng. Và cái loa thứ ba cuối cùng thì sẽ để phủ ở ngay đầu phòng. Còn đây là một trong những cái mà điểm nổi bật cũng như là cái ưu việt của loa light array. Thay vì chúng ta ngày xưa chúng ta đang dùng hệ thống full grain là những cái loa full đứng mà đánh xuống thì những người ngồi đại biểu ngồi nghe rất là áp lực, đúng không anh? Đúng rồi. Và những người ngồi sau thì người ta sẽ không nghe được đều. Thì với dòng loa light array này thì góc mở của nó khá là rộng, thì độ phủ của loa light array thì nó khá là xa. Và khi mình treo như thế này thì tất nhiên là mấy người đại biểu ngồi ở đầu thì người ta sẽ không có bị khó chịu khi nghe. Đúng rồi. Khi mà chúng ta mở một âm lượng khá là lớn. Đấy, và ở đây thì tất cả hệ thống dây ở trên trần thì chúng tôi đều đi bằng ống gen. Dây thì ở đây chúng tôi sử dụng đó là dây 6 lõi. Đấy. Để cho hai bên là ba cặp loa. Thì đây là những cái đặc điểm ưu việt của hệ thống loa light array, mà thay vì đó thì không, chúng ta không phải lắp hệ thống loa full range nữa, đúng không anh? Đúng rồi. Đấy. Thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu hiệu quả cũng như là thẩm mỹ của bên phía ngân hàng đề ra. Và sau đây thì chắc là anh em chúng ta tiếp tục cái công việc là test và setup hệ thống này cũng như là chuẩn bị bàn giao cho bên ngân hàng nữa. Thì bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi anh em chúng tôi setup nhá. Vâng, mời quý vị. 6 7 lơ lơ hi hi 6 7 lơ 6 7 hi 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 hi. Tập quên đi, tập sống với những nỗi khát khao, với niềm đam mê sâu thẳm trong tim ta. Ta cố gắng thắp sáng một niềm tin, những khi em dù vẫn cứ ùa về sâu thẳm trong thâm tâm, dục để rồi mang theo những đam cay.
Vâng, và như vậy là sau một quá trình anh em kỹ thuật Khang Phú Đạt Audio thi công, lắp đặt và setup hệ thống âm thanh cho hội trường của BIDV chi nhánh Hà Tây, thì hôm nay là bên em đang có lịch là sang bàn giao. Và bây giờ thì đang là khoảng 2 giờ chiều. Bên BIDV Hà Tây có hẹn bên em là khoảng bắt đầu từ 3:30, thì các lãnh đạo cũng như là cán bộ nhân viên của bên BIDV Hà Tây sẽ lên để lên kiểm tra hệ thống âm thanh mà Khang Phú Đạt Audio đã setup cho hội trường của bên BIDV. Quý anh chị khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng cho hội trường thì có thể theo dõi ở đoạn cuối video này để kiểm tra chất lượng của bộ dàn âm thanh bên Khang Phú Đạt lắp đặt cho hệ thống hội trường của BIDV ngày hôm nay. Và nếu như có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên Khang Phú Đạt Audio. Cảm ơn quý anh chị đã luôn ủng hộ, theo dõi và đồng hành cùng Khang Phú Đạt Audio trong suốt thời gian qua. Một lần nỗi khơi dậy trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xinh đan vào nhau, nhẹ nhàng quê vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng thiêng yên lành khi bóng đêm về, hãy nói về cuộc đời tình yêu như ơi sao, tình yêu như mối đàn êm ánh và ngọt ngào. Đất nước của tình đầu thì bây giờ về đâu? Vui cùng tiếng về trong giấc mơ đôi còn tên. Đôi khi tôi muốn vỡ quên đi những xa sao ngàn về sâu. Còn em nói là trời đêm xa lạnh, dù nhớ tới anh hãy cho em ấy nhé. Bỏ hãy cho nhau rất là xong ca của kỹ thuật viên Khang Phú Đạt Audio. Vâng, và vừa rồi thì đây là màn xong ca của một kỹ thuật viên Khang Phú Đạt Audio và một chị cán bộ viên của
BIDV chi nhánh Hà Tây. Và đây là cái quá trình mà bên Khang Vũ Đạt Audio đã set up và lắp đặt và set up hệ thống âm thanh trong phòng hội trường của BIDV chi nhánh Hà Tây. Cảm ơn anh chị quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Khang Vũ Đạt Audio. Quý anh chị khách hàng có nhu cầu về âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu thì có thể liên hệ đến Khang Vũ Đạt Audio để được hỗ trợ tư vấn giải pháp âm thanh tốt nhất. Nếu như anh chị thấy hữu ích thì có thể để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn quý anh chị khách hàng đã quan tâm và theo dõi. Tai mic này. Nếu kênh 2 thì nó sẽ sang bên phone. Đúng rồi. Ấn hạ cho nó nhảy sang. Đó, anh xoáy. Đấy. Ấn phát. Ấn phát là chuyển xuống. Rồi, chuyển xuống rồi xoáy. Xoáy xuống reset. Đúng rồi. Có phải ấn vào rồi ghé cái bàn. Cái nút scan physics scanner này để làm gì? Scan nó scan cái chương trình. Đâu cái mắt của nó hả? Đây. Anh cứ cần, nó đang bắt sẵn rồi. Rồi, em thử reset lại. Bây giờ em muốn làm cho nó mất đi đúng không? Rồi. Rồi. Đó, thằng này là giải tần số đó này. Đó, tần số.